ai trời ơi, ai rồi bắn gì kìa, bị bậy quá. Bắn hết cái gì, bắn cái gì, tao súng á. Bắn cho bay gặp người cái gì, tao bắn mày á, tao súng á. Bắn súng á, chạy đi bú lồ. Đấy tôi nhảy lâu rồi, tôi đi đây á. Hello, chào mọi người nha. Ơi cái tay có dính cục gì vậy? Có khi lâu ông Ben lắm. Vậy cục gì nè? Đừng ngốc ngách. Cục trắng 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 trắng. Trước mặt thấy 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 một tem trước mặt không? Thấy. Đó, nó đi rồi. Đâu vậy? Từ từ coi. Đi cứu nhà bạn. Ơi nó lên trên kho kia hay sao á? Một thằng nó về lại làm gì á? Một thằng đi làm gì vậy? Về làm chính ơi. Chuối. Hư thật. Lại mìn rồi. Hư quá. Cái gì vậy? Cái gì hư quá hả? À? Hư quá. Rồi xong. Ủa xong rồi hả? Xong rồi. Ê, trời. Còn 50 người kìa. Xong một bạn rồi, còn 3 bạn nữa. Ủa tại sao? Ba người kia đi chạy rồi. Sợ quá, chạy rồi. Còn chưa thay cái ba lô. Từ. Ai quật dao vậy? Tôi với cậu. Ngứa tay quá. Con chuồng tròn luộc này đậu xanh. Ghê lý. Ôi tròn luộc cái gì? Thôi xong luôn. Mới đầu trận mà mình có khẩu này rồi. Nạt. Khẩu gì? Nạt. Khẩu gì cơ? Adobe. Cái gì? Ủa? Ôi trời ơi, Adobe luôn. Mới lượm thính xong đó. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Lấy đạn nữa không? Đây anh. Anh ơi. Trời ơi, sai ra đất. Đây. Em cần khoảng 50 viên, tại vì hiện tại trên bản đồ là trên bản đồ là còn 44 thằng, hiểu không? Chắc là cậu vẫy được hết ngay. Đó, một viên chết thằng, khỏe không? Vừa đủ. Vừa đủ xài. Mua mí mắt nhoi. Nhắm mắt vào đi các bạn. Chị nhắm mắt anh. Nhắm mắt chứ làm sao mà mở được mắt ra nữa. Nhắm mắt lại hết nha mọi người. Adup mà vào tay AS thì thôi. Thấy không? Tại sao người ta gọi là Adup? Tại vì khẩu súng nó sinh ra để cho AS. Để cho AS là tôi. Đúng rồi. Really? Thế à? Bi làm gì đây? Gì đây? Làm gì? Làm gì đây? Đây. Thì mất của anh rồi, cái đồ ngốc nghếch. Mất của anh Bi rồi, ai là mất của anh Bi rồi kìa. Vậy bộ đồ làm gì mất của anh Bi rồi? Ai làm gì bolo đâu? Bolo vượt nằm đè lên anh xong rồi mất của anh luôn. Trời ơi, Bolo còn đè anh Bi ra là mất của anh Bi nữa. Cái gì kìa? Eo ơi, Bolo nhanh thật đấy, vèo cái mất luôn mà. Trên nhà L có máu kìa. Tính ra là có cái nấm thôi đó, trời. Anh đang lên nhà L để anh lấy đây. Đây bị mất hết đồ rồi nè. Đâu, còn nguyên. Đây không mất giống anh đâu, người ta còn nguyên. Mất hả? Mất giống anh hả? Bị mất rồi. Anh bị mất hết rồi, Polo lấy rồi. Polo chịu trách nhiệm đi. Polo chịu trách nhiệm với anh Bi đây. Đúng rồi, bây giờ là Polo phải chịu trách nhiệm với cả cuộc sống của anh. Gì đây xảy ra vậy? Polo. Gì cuộc sống của anh? Bi nói Polo, em có bằng lòng em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời hay không? No, không bao giờ. Đấy, ốc đồ giỏ rồi. Bolo còn có bạn trai của Bolo rồi, không được rồi anh ơi. Nằm đè lên người ta xong rồi bây giờ lại tới bỏ. Ấy rồi ơi. Cái gì? Gậy cho cố vô. Gì nó vậy? Này thì đổ vỏ này. Lại là mìn, suốt ngày mìn. Không hiểu sao. Mìn thôi, đi qua bên kia địa chỉ. Ok. Tụi nó bên đó đó. Chu. Bùm. Đây một đôi. Ôi lại mìn. À mìn của mình. Ôi mìn kìa. Là ngay chỗ mình chắc là né được ngay. Trời ơi. Trời ơi, đồ ngốc nghếch. Trời ơi. Còn mới đặt mình pull lò. Đặt ngay chỗ đâu? Để nhảy lên mới luôn đó. Em ơi, có người 240, hai người. Hai ok anh. Nhìn này. Ok. Nhìn này, 240. Ở bên trong cái nhỏ nhỏ. Đấy.
chạy 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 kìa. Đâu đâu. Nó ấy rồi. Nó chạy rồi. Ô nó bắn em về chạy chạy. Rồi gục một. Gốc cây nha, gốc cây yếu lắm, gốc cây yếu cực. Gốc cây yếu đúng không? Đúng rồi. Chạy kìa. Yếu lắm. Trời ơi, bắn nó bắn trả máu rồi trời. Nó bắn trả nha, nó bắn trả nha, nó có bắn trả nha. Nó có bắn trả rồi. Có một đứa luồn ngay tường rồi. Tường bên phải rồi. Ok, tôi đang luồn nè, tôi đang luồn. Ui mìn luôn mà. Trời ơi. Chắc là trúng được ngay á. Nó đâu? Nó đâu ta? Kìa nó mới chạy ra kìa. Ok thấy. Ủa sao á, nó bắn nó không có đánh dấu. Không phải. Cái bóng. Em mới bắn nó luôn á. Gốc cây. Em mới cầm mô cô. Gốc cây nào, pú lộ. Em cầm mô cô mà. Gốc cây sao nhà gà đây? Sao nhà gà? Nó có cái. Ok đợi tôi. Tôi thấy nó chạy rồi. Nó chạy lên đồi đúng không? Chỉ nó luôn. Đâu rồi? Dám ăn đổ bỏ hả? Rồi gục một. Hay quá. Giá hai người lưng mà ta, sao có một người vậy? Hai người. Trời ơi, bách phát bách trúng. Một phát là ăn ngay. Ui. Không thể tin được. Ra đây. Ui, đồ đây vẫn còn này. Mấy hành đi kia lúc kia vậy. Ui, đồ đây còn y nguyên luôn cơ. Kinh không anh em? Thế mình quậy kinh không? Ừ. Chạy đi kìa, bỏ đồ chạy đó. Chạy đi đâu con sâu? Con sâu này. Chạy đi đâu? Thằng mặc áo đỏ đâu rồi? Chạy đâu rồi, chạy lâu rồi, chạy mất tiêu rồi. Thì tôi đi săn thằng áo đỏ luôn cho. Đi không bú lộ? Đi săn áo đỏ không? Coi, chỗ này còn một kèo không? Còn máu rồi. Đồ này cũng còn nguyên cơ. Máu. Máu của à S Mobile đó. Mình kiểu gì mà lắm thế. Trời ơi mình ghét dễ sợ. Free Fire. Hello, xin chào các bạn. Là mình. Hello. Đây. Lại là mình đây. Đây là mình. Là mình đây. Ui máu nhiều quá. Đáng quá. Mình nha chứ không phải là mình nha. Ghét mình. Lấy con dao. Ghét mình. Lấy cái kiếm. Mình. Mình. Ghét mình. Mình đúng không? Ghép mình đúng không? Giáp ba nè. Ok. Nhà có hai con gì? Rồi, bò xuống làng Dream Nam kìa. Đi thôi mọi người ơi. Bò cục cải. Đi ra chỗ Dream Nam đi. Đi. Mình lắm xuống thế. Ơi. Hai. Cây. Cây thế. Hey, từng người bay. Hey. Có gãy chân không vậy? Không. Hey. Hey. Ui, nó thấy mẹ rồi. Đi vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đã đứng đầu lo. Ủa sao mày giống máu vậy? Đứng đầu lo. Rồi. AS Mobile là AS Mobile. Nhảy ngay đầu vô lô lên cho nó luôn. Đó. Ai cũng mất cả đống máu. Anh cũng mất hả? Đầu vô lô đang đứng đó, nhảy lên đầu vô lô. Đứng đỡ mi luôn mà. Dạ. Cây thế. Chỉ sàng là có chết hay không? Không. Yeah. Không. Đừng bay như cô cải. Ba người bị luôn hả? Cây thế. Bị. Không một ai nấp của anh nấp đây này. Như cái củ cải ấy. Chị Google ơi, chị Google. Biu. Chị đây, có việc gì? Nghe ghê quá. Ghê quá. Nghe muốn ói luôn á. Gà rồi đổi. Ai hốt chị đi. Ừ, ai không, đây không đây. Đâu. Chị vừa mới bị Polo hốt rồi. Bị giả mang quá. Hốt của chị rồi. Yeah. Hello tất cả mọi người nha, chào tất cả các bạn nha. Thôi đi tránh xa rồi, ghê quá. Đứng lại, ơ kia đứng lại. Em ơi đàn ông bụi, đồ đàn ông bụi bạc. Đồ đàn ông không có trách nhiệm. Ghê quá, trời ơi, ghê quá.
ghê cái gì? Ôi ghê cái gì mà ghê, phải chịu trách nhiệm chứ. Nằm đè lên người chị xong giờ kêu ghê. Ừ, nằm đè lên mắt của người ta xong giờ lại ghê. Thôi từ đợi lúc bo. Tại sao không ghê mình, đi? Mình chiếm chỗ này đi, đợi cái thôi, đoán bo luôn đi. Okay, mệt quá. Để. Ờ nó có máy đoán bo. Để đặt. Ok, đoán luôn. Khỏi chờ. Bo tiếp theo đây nha. Ok. Ở đây có người đây. À, đâu đúng nó rồi. Đâu? Thấy à, bị thấy ở đây. Đấy. Ở đâu? Thấy. Ở dưới chân anh, ở dưới chân anh. Ờ đúng rồi, nè. Đâu vậy? Nóc 1. Xe kìa, xe kìa. Nó chạy xe kìa. Xe kìa. Nó chạy xe kìa. Giết luôn, bắn luôn. Hay quá, này, luôn. Nhảy rồi này. Ôi ai kẻ thế? Nóc 2. Lia. Lia. Cô chừng nha, cô chừng. Đông đấy, bo này bị đông đấy. Ok. Thôi. Nhưng mà let it go, let it go. Tôi với tem này hử thôi ơi. Đùa với khẩu A đúp của A S Mobile à. Hử? Đùa hử. Mình ghét chứ sợ. Mình đặt mình chết đi. Chả có gì. Chả có gì cả. Không có gì cả. À có đạn A đúp nè. Ờ, nó có cầm A đúp không? Không cầm A đúp mà lấy đạn A đúp. Bệnh. Ờ, biết đâu. Đâu bất ngờ. Ui, đây bị đông, đây đông nha. Ở đâu? Bolo, đừng chết. Nó đâu vậy Bolo? Ba đứa lần. Đâu vậy Bolo? À dưới. Em phải sống để chịu trách nhiệm nha Bolo. Không được chết đâu. À, đây nha, rồi. Nó đâu Bolo? Hướng 75 này, chỗ nào? Ba đứa, mỗi đứa một góc. Góc chỗ cây, nào? Phải có nữa. Nói chung mà nhìn góc cây á, nó nằm góc cây giữa. 75 đúng không? Hướng 75 nè, rồi hướng 120 nè. Góc cây gần, cô Lô ơi. Ok, bị. Thấy bom keo nha anh. Ừ, bom keo với nó đặt á. Ok, để tìm góc đã, tìm góc bắn nè. Không có góc bắn nữa. Ừ, đúng rồi, đây là không được. Sao cỏ ở đâu, chọc lóc rồi. Hai cạo hết cỏ trong lóc. Cho anh thính rồi, dưới lận. Đâu anh Bi? Thèm A đúp quá. Ở dưới gốc cây, đấy. A đúp kìa, dạ, thấy rồi, tôi thấy. Nó đâu vậy? Đây là gốc cây dưới đây này. Gốc cây ngay gần luôn, tôi không keo á. Ui, sao anh kìa. Chết, chết bằng đạn rồi. Nha, ui, chết cho. Ui, chị Hằng tìm kiếm. Né vào. Thùng thính ba người. Thùng thính ba người luôn hả? Sướng tế A đúp không thấy nha. Trời ơi. Thùng thính nào tha sai gần. Thính 60 hay NE? 2-3 thùng thính lận. 60. Thính ờ đúng rồi, thính xa hay gần? Gần đúng không? Xa. Ok, thính xa hay gần? Xa. Ôi, sát đồng hồ. Rồi, thính xa trời. Coi cẩn thận sau lưng nha. Coi cẩn thận hướng 300 nha. Rồi xong luôn. Khốn nạn. Khốn nạn kia, cái giáp 3 của mình, giáp 4 của mình, giáp 3, giáp 4 gì đấy, trời ơi. Hay cái giáp giòn nổ. Đại tảng đá bên phải thùng thính, tảng đá bên phải thùng làm thính. Làm gì có tảng đá nào bên phải thùng thính ta? Ừ, đúng rồi, em nghĩ thấy cái tảng đá. Nó làm trước mặt anh luôn á. Ờ, thấy rồi, thấy tảng đá rồi. Nhưng mà chưa thấy địch nha. Ừ, không biết hình như là mấy đứa. Coi sau lưng nè, sau lưng chạy tới nè. Bên đây nè, sau lưng chạy tới kìa. Ok, bắt sau lưng trước đi. Ui, nó chết mất rồi. Ui. Thôi xong, thôi, xong rồi. Chạy tới mía. Thôi, chả không kêu nữa. Ba đứa nó ngồi, nó bắn mình. Bên phải. Bên phải ai đây? Trước mặt tôi kìa. Kìa, đứng kìa. Cây kìa. À đã bị lỗi rồi, bắn như thế mà không trúng cơ. Hai lúc này. Dưới hầm thính có người nha. Phía trái mình có người kìa. Thính gần á. Ui đông. Đông ơi. Đông ơi, quay lại. Đừng. Có tiên chân, có tiên chân. Trong nhà. Ở trong nhà. Trên lầu á hay sao á?
ra sau đi, ra sau đi, đường sau đi lên này, đi đường sau này. Ra tất cả ra sau này. Vào bo đi. Ra sau vào bo này. Ok. Đông nhất nó trên lầu á. Có tính này trong này. Trời ơi là tính được. Cậy thế. Tính ngoài sông luôn hả? Đúng rồi. Không. Ngoài sông xa lắm. Từ. Coi lấy được không nha. Khe giùm lấy thính với. Khe giùm. Cái chỗ này có gốc cây dừa như nấp được. Không. À, ngồi trên đây cũng được. À đúp nữa à, tôi. Ai khỏi à đúp. Ed ơi. Ở con bên trái Ed ơi. Ngờ E60. Ed bên trái, nó chạy xuống kìa. Nó đang chạy xuống bên trái kìa. Kệ nó xử mấy bọn này trước đã. Rồi đông hết. Cô bãi bên kia cô vui luôn kìa. Cái bắn đây. Xử nó, đúng rồi, bắn nó. Đấy là cái coi đất bị lỗi sao mà bảy ngoài không nổ keo à. Tùm lum hết. Bị rồi. Bị ngồi trong nhà mấy hôm. Ừ anh ngồi anh kê bên trên. Bên trên chuẩn bị chạy xuống anh ơi. Thấy rồi này. Kê. Mày hả mày. Bên phải. Ở bên phải nhiều bị ai giết rồi. Kê đó bên phải thiệt kìa. Gốc cây, vô trong nhà đi em. Trong nhà đi. Chưa trong bo nha. Vô trong nhà đi. Bỏ máu đi rồi đặt kêu ra thôi. Trong bo luôn. Mía tồi. Hay quá cậu. Ghét luôn. Bá luôn. Bắn tường băng đi mọi người. Bắn đi anh kê bên trái cho. Tường băng à. Ừ bắn bên này á, đi anh kê bên trái cho. Anh có để... Vô bo kìa. Còn vô bo nữa kìa. Vô bo không? Kìa có đứa trước mặt đó nó cản trở rồi. Anh kêu á. Kìa nó trước mặt rồi. Bắn nó bắn cây kìa. Cửa lên. Hay quá còn hai người thôi. Kê, ló đầu ra. Nóc rồi. Rồi còn một đẩy lên. Lìa rồi. Ôi, chết rồi. Ôi. Đừng có đùa với chị của Google thiên thần. Đừng có đùa với AF Mobile. Dám giết follow mà. Cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Follow của chị. Đúng, đừng giết follow của chị. Yeah, có cánh rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.